Đấu La Đại Lục phần 2 tập 969, Hoắc Phu Hạo chiến với Long Hoàng Đấu La, tuyệt thế đường môn. Nhưng trong lòng thì có chút buồn vô cớ, hắn cũng không phải là một tia hy vọng đều không có. Nếu như chỉ là chính bản thân của hắn, đương nhiên không có khả năng đối kháng với Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Sao, nhưng tuyệt đối không nên quên rằng trên người của hắn còn mang theo thần thú nghịch lân. Lục Trương đúng là bằng thần thú nghịch lân bảo hộ, hắn mới theo tử thần Đấu La Diệp Tịch Thụy ở trong tay thoát được tính mạng. Một khi Long Tiêu Sao công kích hắn, khi mà hắn cảm giác được uy hiếp tuyệt đối, thần thú tự nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa hắn hiện tại chẳng những có hồn hạch, bản thân hấp thu vạn năm huyền băng túy, sau đó thân thể năng lực chịu đựng so với trước kia cũng là tăng nhiều. Liệu muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Long Tiêu Sao lúc này thản nhiên nói, ngươi là trông cậy vào thần thú đế thiên lực lượng bảo hộ ngươi sao? Vũ Hạo lúc này ánh mắt ngưng tụ vẫn không lên tiếng. Nhìn bộ dáng của Vũ Hạo cam chịu, Long Tiêu Sao mỉm cười rồi nói, ngươi trẻ tuổi, kỳ thần ta đối với ngươi cảm thấy rất là hứng thú. Tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới trình độ như vậy, ngươi cũng được cho là gặp may mắn rồi. Tịch Thủy đã sớm nói cho ta biết rằng tình huống của ngươi, ta đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trước mặt một vị cực hạn đấu la cũng không phải là có chút sức mạnh thủ hộ có thể hộ người là chủ toàn. Huống chi... Nói đến đây, Long Tiêu Dao đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đường đi hơi nghiêng trên lóc nhà, tay phải hướng phía trên kia làm ra một cái khẽ vỗ động tác. Trong chốc lát xuất hiện ra một cô nương, vốn là rất bình tĩnh, trong bóng tối giống như thoáng một cái khôi phục lại bình thường, trước khi là cùng nghe được âm thanh tất cả đều một lần nữa xuất hiện. Uỳnh một tiếng, thanh thúy tiếng kinh hồ vang lên, một bóng người đã là bị lực lượng vô hình kia kéo từ trên trời giáng xuống, ngã xuống tại sau lưng của Vũ Hạo cách đó không xa. Trên người của Vũ Hạo đột nhiên chợt nhẹ, Long Tiêu Dao gây ra ở trên người của hắn áp lực toàn bộ đều biến mất. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này đây hắn thật sự là ngây người. Tựa như là lúc trước hắn không có cảm nhận được vị trí của Long Tiêu Dao, người này vị trí hắn cũng đồng dạng vô dụng, tinh thần dò xét cảm nhận được. Vũ Hạo tinh thần dò xét tùy mạnh nhưng cũng là có tính nhắm vào trong đấy, ví dụ như là phạm vi lớn bao trùm tính dò xét. Chỉ có những thứ kia hồn lực chấn động cường đại mới có thể bị hắn chú ý tới, mà những thứ kia không có hồn lực chấn động hắn đương nhiên sẽ không nhiều chú ý tới. Dù sao những người này đối với hắn mà nói cũng không có uy hiếp, mà nếu có người trong đám người này tận lực áp chế hồn lực, Vũ Hạo cũng rất khó phát hiện. Nhưng chỉ cần đối với đối phương ra tay với hắn, tất nhiên muốn thay đổi hồn lực, hơn nữa muốn tới gần hắn rất là đơn giản. Trước mắt người này hắn cũng không có phát hiện, nguyên nhân chỉ có một, vì người này đối với hắn đủ quen, biết do tinh thần của hắn rõ ràng dò xét năng lực, cho nên vẫn giấu kín tại hoàng cung bên cạnh ngã tư đường, áp chế hồn lực của mình cũng không có bất kỳ hành động gì cả. Người, tại sao lại ở chỗ này? Cùng lúc trước tỉnh táo so sánh, Vũ Hạo lúc này muốn thay thành ngầm dĩ nhiên là hơi run rẩy. Một mình hắn đối mặt với Long Thần Đấu La Long Tiêu Dao, hắn không sợ, cùng lắm là tự là cái chết. Hắn đã sớm tại biên bờ sinh tử dễ dụa quá đã không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà trước mắt của hắn chứng kiến người này, hắn lại không thể là bình tĩnh được, bởi vì không phải ai khác, chính là cùng với đồng nhi lớn lên sống nhỏ như đúc, chính vậy, chính là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng rơi xuống đất tuy bất ổn, nhưng cũng không có mất hết mặt mũi thảm như vậy. Mặt của Hắc Ám Thánh Long đối đãi với Lữ Hải Tú là hạ thủ lưu tình đấy. Nàng đứng người lên, bình tĩnh nhìn Vũ Hạo rồi nói, vì cái gì ta không thể ở chỗ này? Vũ Hạo khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi, đối mặt với Hắc Ám Thánh Long, như vậy nào nói chạy có thể chạy thoát hay sao? Truy vấn Đường Vũ Đồng tại sao lại tại đây cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Long Tiêu Dao mỉm cười rồi nói, tiểu cô nương này thật là xinh đẹp, lăng xấu ở bên cánh ta sau khi mà phát hiện ra, không chỉ là một lần muốn ra tay, chỉ có điều cũng không tìm cơ hội mà thôi. Có nàng ta tin tưởng rằng ngươi lực lượng thần thú cự tựa cũng không có tác dụng gì quá lớn rồi. Đi thôi, chúng ta chuyển sang lời khác, tại đây quá ổn rồi. Vừa nói, Long Tiêu Dao vùng tay lên, chung quanh tất cả đều lâm vào yên tĩnh cùng với trong bóng tối. Ngay sau đó, Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng đều là lập tức cảm giác được một cỗ hồn lực chấn động bay lên. Cỗ hồn lực chấn động này là từ bốn phương tám hướng tỏa ra, hơn nữa hoàn toàn là lấy thân thể của hai người bọn họ làm trung tâm. Cái kia cường đại hồn lực đầy chấn khí cũng là khí tức hắc ám, căn bản là không có cách chống lại. Tinh quyển chú thân thể của bọn hắn, không gian chung quanh giống như cũng trở lên bắt đầu vặn vẹo. Vũ Hạo muốn sử dụng tinh thần dò xét tìm kiếm, nhưng tinh thần lực của hắn căn bản làm không được lý thế.
Cái này chính là cực hạn đấu la thực lực hay sao? Tuy bản thân tu vi còn xa chưa đủ, nhưng bởi vì bái kiến nhiều định vị cấp cường giả, hơn nữa cảm giác được tại tương đương mạnh, Vũ Hạo lúc này ẩn ẩn cảm giác được. Vì này hắc ám thánh long luận tu vi, chỉ sợ còn phải là Diệp Tịch Thủy ở phía trên, đều là cực hạn đấu la, thần tín sức chiến đấu hắn chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Chỉ là không biết liền sư phụ này tại thời kỳ toàn thịnh, cùng với hắc ám thánh long này lại sao ai mạnh hay yếu hơn thôi. Đường Vũ Đồng theo bản năng mới là tới gần bên người của Vũ Hạo, một tay khẩn trương bắt lấy cánh tay của hắn. Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, thúc giục hồn lực bảo vệ hai người. Đường Vũ Đồng nhìn hắn rồi nói, rất muốn biết rằng tại sao ta lại ở chỗ này phải không? Vũ Hạo cười khổ rồi nói, ngươi cho rằng hiện tại lời này còn có ý nghĩa gì hay sao? Phát hiện hắc ám thánh long sau đó ngươi vì cái gì mà không chạy đi? Đường Vũ Đồng lúc này thản nhiên nói, ta tại sao phải chạy? Hơn nữa ngươi cho rằng ta chạy trốn rồi hả? Cảm giác của hắn cùng với tinh thần của người dò xét bất đồng. Người dò xét chính là chính thể, mà hắn cảm giác lại rất nhỏ. Khi mà hắn xuất hiện, phát hiện ra mô phỏng hồn kỹ che giấu bên trong người, tự nhiên cũng phải là phát hiện ra ta. Khi đó ta cũng đã không đi được nữa rồi. Vũ Hạo thở dài một tiếng rồi nói, vậy ngươi tại sao lại muốn tới đây? Đường Vũ Đồng lại nói, đại sư huynh lo lắng cho người, Thu Thu sau khi trở về, đại sư huynh muốn ta tới tìm người mau trở về, không cho người tiếp tục tìm kiếm Đường Nhã. Ta là tới truyền lại tin tức, ta nghe Nam Thu Thu giới thiệu rằng hành trình của các người, đoán chừng người sẽ tới Thiên Đấu Thành tìm hiểu tin tức, cho nên mới tới. Vừa vặn nghe đã nói ở trong hoàng cung phát sinh ra trận đấu lớn, vì vậy ở chung quanh tìm túc tình người, cái này hiện tại mới là tìm được. Vũ Hạo không biết rằng nên nói cái gì cho phải, nói Đường Vũ Đồng vận khí không được, chỉ là không biết là vì cái gì. Lúc này nhìn thấy Đường Vũ Đồng, trong lòng của hắn đã có loại thập phần cảm giác an ổn. Hắc ám thánh long thoạt nhìn cũng là có biện pháp che giấu thần thú đế thiên lực lượng, chẳng lẽ ta muốn cùng với Đường Vũ Đồng đồng sinh cộng tử ở chỗ này hay sao? Giống như cũng không tính toán quá kém, tối thiểu nàng tuy không phải đồng nhi, nhưng mà lớn lên cũng cùng với đồng nhi sống nhau như đúc. Đường Vũ Đồng lúc này liếc mắt nhìn hắn rồi nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nghĩ thoát thân thế nào hay sao? Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, trước mặt một vị cực hạn đấu la, chúng ta muốn thoát thân quá khó khăn. Ta có thể cảm giác được vị này hắc ám thánh long thực lực, chỉ sợ so với chúng ta lúc trước gặp phải tử thần đấu la càng mạnh hơn nữa. Ngươi thế nào không có chút nào lo lắng vậy? Đường Vũ Đồng nở một nụ cười, nụ cười của nàng rất là đẹp, tựa như là đồng nhi vậy, chỉ là không có nhìn mình ôn nhu như đồng nhi, nhiều hơn một phần khí khái cùng hào hùng. Ta tại sao phải lo lắng? Lo lắng chẳng lẽ sẽ là có thể bị ngàn hay sao? Nếu không được, lo lắng còn ý nghĩa gì nữa? Cho dù chết, chết trận là được rồi, chúng ta kẻ vai chiến đấu cũng không phải lần đầu tiên rồi. Vũ Hạo cười rồi nói, đúng vậy, cùng lắm là chết trận thôi, rất là vinh hạnh cùng với người trải qua trận chiến này. Tốt xấu chúng ta cũng là toàn bộ đại lục trước mắt có ít nhất là trước sau, cùng hai vị cực hạn đấu la chiến đấu qua rồi. Đường Vũ Đồng lúc này buông cánh tay của hắn ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ người. Vũ Hạo lúc này liếc mắt rồi nói, ngươi đang thể hiện sự lươn lẹo đấy à? Một là ngươi đang nói dối hay là đang nói dối nhiều lần? Ngươi bảo hộ ta, chỉ sợ hay là ta bảo hộ ngươi mà thôi. Thời gian khi mà bọn họ nói chuyện, chung quanh hắc ám khí lưu đột nhiên ổn định trở lại, cảnh vật một lần nữa trở về rõ ràng, thanh âm cũng theo đó mà trở về. Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng lại song song dùng mình. Hết thảy chung quanh sớm đã không phải là tại Thiên Hồn Đế Quốc hoàng cung bên cạnh, cũng không có dấu hiệu của thành thị, rõ ràng là một chỗ hoàng rào dã ngoại. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa rằng hắc ám thánh long lòng thiều giáo lương tựa theo lực lượng của hắn, đem chính mình hai người trực tiếp lộ ra Thiên Đấu Thành đến lời hoàng dã này. Điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Cái này là cực hạn đấu là thực lực, có lẽ rằng hắn còn không có thể thần thú đế thiên cái loại này xuyên qua thời gian gần lăng lượng. Nhưng cho dù như vậy, có thể ở trong một thời gian ngắn này, thần không biết quỷ không hay, đem hai người bọn họ tới đây, cái này cũng là hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức của Vũ Hạo. Nhìn hai người đồng thời nghiêm nghị, ánh mắt của Long Hoàng đấu lá Long Tiểu Gia mỉm cười rồi nói, như thế nào vậy, hai tiểu gia hỏa sợ hay sao? Đường Vũ Long khinh thường hừ một tiếng rồi nói, sợ, có cái gì mà đáng sợ cơ chứ? Người đơn giản tựa là so với chúng ta sống lâu vài năm mà thôi, nếu như chúng ta ở cùng thời đại này, ai sợ ai còn chưa biết đâu, nhưng mà cái kỹ năng này của người, được của nó đấy. Tốt, Long Tiểu Gia lúc này nở một nụ cười rồi nói,
Nói đúng đấy, nếu như là cùng thời đại, ta chỉ sợ thật sự chưa chắc có thể thắng các người dễ dàng như vậy. Các ngươi là ở thời đại này thiên tài, ta cũng là năm đó là thiên tài, hiện đang hồi tưởng trở lại, phảng phất 200 năm gần này trước mắt mà thôi. Nói đến đây, ở trong mắt của hắn, thần sắc cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Hướng phía Đường Vũ Đồng cùng với Vũ Hạo phương hướng khẽ gật đầu một cái rồi nói: đến đây đi, hai người các ngươi cùng tiến lên, cho ta xem những thiên tài thanh niên này có thể phát huy ra sức chiến đấu như thế nào. Không cần nghĩ chạy trốn, các ngươi căn bản không có khả năng đào tẩu đâu. Thêm đem hết toàn lực liều mạng đi, chiến sĩ chết ở trên chiến trường coi như là hết chết có ý nghĩa đó. Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng liếc nhau, đều thể cục lá thực sự kiên định ở trong mắt đối phương. Vũ Hạo chậm rãi tiến tới một bước, trên trán vận mệnh chi nhãn từ từ mở ra. Đường Vũ Đồng không cùng với hắn đoạt vị trí phía trước, ngược lại là lùi ra phía sau một bước, đứng ở phía sau của hắn. Hai người võ hồn cơ hồ là đồng thời phóng thích đi xa, đều là 7 cái hồn hoàn nhanh chóng bay lên. Vũ Hạo thả ra linh mẫn ở trong con mắt vũ hồn, hoàn toàn bất đồng với tình huống ở bình thường, 7 cái hồn hoàn nhanh chóng xuất hiện ra. Bắt mắt nhất là sắp xếp ở phía sau chính là đỏ như máu sắc hồn hoàn. Hắn con mắt linh hoạt từ 6 hồn hoàn đến từ chính Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi mang cho hắn hồn hoàn nhan sắc rất là đặc thù, hoa hồng màu vàng, không giống với hồn hoàn nhan sắc bình thường, cùng với vận mệnh chi nhãn của hắn giống nhau nhờ đúc. Mà cái hồn hoàn thứ 7 đều từ chính Tả Nhãn Bạo Quân, 10 vạn năm là màu đỏ. Hai cái hồn hoàn tại toàn bộ 7 cái hồn hoàn trong đó là dễ thấy nhất. Tinh thần lực cường đại chậm rãi phóng thích ra, khiến cho Vũ Hạo cả người thoạt nhìn đều đang nhỏ nhẹ vặn vẹo lên. Hắn không có lập tức phát động, chính là bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn Long Tiêu Dao. Trên người 7 cái hồn hoàn hào quang cùng luân phiên là lập lòe. Long Tiêu Dao chứng kiến trên người của hắn 7 cái hồn hoàn, trong mắt cũng là toát ra một tia kinh ngạc. Hồn hoàn phối hợp của hắn cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn chú ý nhất là cái hồn hoàn 10 vạn năm của Hắc Vũ Hạo. Coi như là 10 vạn năm, đó cũng là bình thường hồn danh, cũng là hồn hoàn danh sách. Chính thức khiến cho hắn chú ý tới có hai cái hồn hoàn. Một cái tự là Vũ Hạo hoa hồng màu vàng, trên đầy vận mệnh hơi thở từ 6 hồn hoàn. Cái khác tự là trắng nõn như ngọc, nhìn qua đi cùng với 10 năm hồn hoàn không sai biệt cho lắm, chính là đệ nhất hồn hoàn. Hắc ám thánh long, long hoàng đấu là Long Tiêu Dao, là thực lực cỡ nào? Bình thường là 10 năm hồn hoàn màu trắng.